Do thiếu tiền tiêu, Ngô Tuấn Anh đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy đi quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để tìm kiếm con mồi. Sau khi nhắm trúng một gia đình ba người đang di chuyển bằng xe máy, Tuấn Anh đã áp sát, giật đi sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân khiến các nạn nhân ngã ra đường, trong đó có một người bị thương nặng. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Tại điểm nóng thành phố Di An, tỉnh Bình Dương gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp cướp giật tài sản. Các đối tượng đa phần là thanh thiếu niên, do không có công an việc làm, chơi bời lêu lỏng, thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định phạm tội. Ngày 2 tháng 8, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Ngô Tuấn Anh, tên gọi khác là Bờm, sinh năm 1997, quê Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản mà Tuấn đã thực hiện trước đó. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4 năm 2023, khi đang đi vòng quanh các tuyến đường tại khu vực thành phố Dĩ An để tìm con mồi. Tuấn Anh đã bắt gặp một gia đình ba người điều khiển xe máy. Những người ngồi trên xe gồm anh LTH, vợ và con. Thấy trên cổ anh Hát có đeo sợi dây chuyền vàng, Tuấn Anh liền đi xe áp sát, dùng tay giật lấy sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc khiến anh Hát bị lạc tay lái khiến cả gia đình ba người té ngã xuống đường, vợ anh Hát bị thương tích nặng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Di An đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera để điều tra. Truy xét đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31 tháng 7, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Ngô Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận còn thực hiện một số vụ cướp giật khác. Nguyên nhân được đối tượng khai là do không có công việc, lại thiếu tiền tiêu xài nên hắn nảy sinh ý định mượn tạm của người qua đường. Có thể thấy các đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh và manh động, chúng sẵn sàng thực hiện hành vi ngay tại nơi đông người. Qua vụ việc trên, rất mong mọi người hết sức lưu ý, hạn chế đeo các tài sản giá trị khi lưu thông trên đường, tránh trở thành con mồi cho các đối tượng xấu.